một trong những nữ ca sĩ được yêu thích hiện nay, với giọng hát đầy cảm xúc và dáng vẻ xinh đẹp tươi tắn trên mọi sân khấu. Nữ ca sĩ Tuyết Mai. Ai bảo em là giai nhân cho đời anh đau buồn? Ai bảo em ngồi bên sau cho vương nợ thiên nhân? Lần đầu mở lòng với những khán giả thân thương, câu chuyện về cuộc đời, về những lựa chọn khó khăn để có được hạnh phúc của mình. Đúng là mình đã vụt mất cơ hội. Nếu như mình không lấy chồng mà mình vẫn ở lại, có thể là mình đã cũng đã đạt được cái gì đó rồi. Đời nghệ sĩ với khách mời ca sĩ Tuyết Mai, phát sóng vào lúc 19:15 Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022 trên VTV9.